Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ toàn thế giới được tổ chức tại thủ đô Hán Thành, Nam Hàn vào ngày 18 và 19 tháng 3 2024. Vâng, tôi là Phan Thanh Châu, thuộc Hội đồng lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng. Và bên cạnh đó tôi cũng là thành viên của Alliance for Vietnam Democracy. Và tôi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 ở tại Nam Hàn trong vai trò là thành viên của Liên minh Viện Dân chủ Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy. Phải nói một cái điều là khi mà đến Nam Hàn, những ngày đầu á, thì mình chưa có nhìn thấy được hết tất cả mọi cái sự kiện, thì mình chưa có một cái cảm xúc. Nhưng mà đến giờ phút này thì hai ngày đầu chúng ta tham dự cái hội nghị thượng đỉnh của Dân chủ Á Châu, và sau ngày thứ hai thì chúng ta tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu. Và đến ngày hôm qua 18 và hôm nay là 19 tháng 3, chúng ta được có cái cơ hội để tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Dân chủ lần thứ 3 được tổ chức một cách rất là trọng thể ở tại thủ đô Nam Hàn. Cái điều đó nó lên cho chúng ta thấy rằng người ta rất là quan tâm đến vấn đề dân chủ. Và trong những ngày qua thì tôi có một cái nhận xét riêng là tất cả những đề tài thảo luận của tất cả các diễn giả ở khắp nơi thế giới, và đặc biệt đối với lại Đông Nam Á chúng ta, thì chúng ta thấy có những quốc gia như Nam Hàn là cái nơi mà chúng ta đến đây. Rồi bên cạnh đó là chúng ta thấy có Đài Loan, chúng ta thấy có Philippines, chúng ta thấy có Indonesia, rồi chúng ta thấy có Lào, có Cambodia và có Myanmar, có cả Cambodia, có cả Mongolia. Có nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, và chúng ta thấy những thành phần mà đi tham dự đó thì những người còn rất là trẻ. Cho nên người ta chú trọng vào cái giới trẻ trong cái việc vận động và đấu tranh cho dân chủ. Vì thế cho nên khi chúng ta đến đây, chúng ta có một cái suy nghĩ làm sao để vận động cho dân chủ của Việt Nam chúng ta, nó một ngày không xa nó sẽ đến được với dân tộc, với quê hương đất nước chúng ta. Đó là cái ước vọng của cá nhân tôi. Vâng. Như chúng ta cũng thấy là trong cái buổi khai mạc về hội nghị thượng đỉnh hôm nay thì 2/3 số khách tham dự là người trẻ. Vậy thì không biết rằng nhìn xa hơn nữa thì không biết rằng tổ chức của ông có vận động gì để lần tới, lần thứ tư mình có thể đưa được người trẻ của Việt Nam đến đây, hoặc là ở một nước nào, tổ chức ở một nước khác, có thể người Việt Nam có thể tham dự không thưa ông? Vâng, cái đó là cái mà không phải cá nhân tôi, mà tôi nghĩ hầu hết, chẳng hạn như ngay Destiny đang phỏng vấn cá nhân tôi cũng có cái ước nguyện đó, là mình muốn làm sao cho cái cộng đồng của người Việt Nam chúng ta nói chung ở khắp nơi thế giới, trong đó những cái cộng đồng mà có rất là đông người Việt tị nạn, chẳng hạn như ở miền Nam California, Hoa Kỳ, miền Bắc California, Hoa Kỳ, thủ đô Washington, hay hoặc ở Houston, hoặc là ở Florida, hoặc nhiều nơi khác, hoặc kể cả ở Âu Châu và nhiều quốc gia khác mà có người Việt Nam tị nạn cộng sản. Nếu họ theo dõi cái chương trình hôm nay mà chúng ta có cơ hội để truyền đạt cho họ, thì chắc chắn họ sẽ tìm hiểu. Và tôi ước ao rằng khi họ tìm hiểu, họ thấy được, họ có sự háo hức về cái tương lai của đất nước, và từ đó họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, và họ sẽ dấn thân, họ sẽ tham gia. Và một khi mà cái sự tham gia nó được, nghĩa là truyền đạt đến mọi nơi, được lan tỏa rộng khắp, thì lúc bây giờ người ta sẽ ý thức và cái tuổi trẻ sẽ sẵn sàng lên đường. Và tôi tin tưởng một cách mãnh liệt rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ ý thức điều đó. Và chúng ta thường hiểu được rằng anh hùng tuấn kiệt của dân tộc Việt Nam mình thời nào cũng có. Khi chúng ta đến Nam Hàn tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 hôm nay, đi ra ngoài chúng ta thấy, phải nói cái sự phát triển của họ, và ngay cái địa điểm Convention Center chúng ta đang đứng ở đây, nó còn phải nói mình phải một cách phải, mình không phải là mình khen người ta để rồi mình tự tin mà cảm, nhưng mình phải thấy được cái sự phát triển của người ta. Cái Convention Center này, tôi ở tại Hoa Kỳ, ở tại Nam California, ngay từ Anaheim có cái Convention Center, là cái nơi của hội nghị quốc tế thường tổ chức, nó rất là lớn, rất quan trọng. Nhưng mà ở đây nó cũng không thua gì ở Convention Center, có khi nó còn hơn hẳn. Thế thì chúng ta nghĩ rằng trước năm 1975, Nam Hàn họ phải nói là còn thua miền Nam Việt Nam. Việt Nam, miền Nam chúng ta lúc bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mà phát triển đất nước về mọi phương diện, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị đều
kể cả về vấn đề thể thao nữa, đều có những cái nổi bật hơn Nam Hàn. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rõ Nam Hàn họ vượt trội rất nhiều, nghĩa là gấp nhiều lần Việt Nam. Điều nó lên cái gì? Nó lên dưới thì thống trị Cộng sản Việt Nam đã đẩy lùi đất nước trong 50 năm qua. Đó là một cái sự đau thương cho dân tộc. Và ở đây chúng ta nói không phải chúng ta chống Cộng sản, chúng ta nói xấu về cái chế độ đó. Nhưng mà đó là một cái thực tế mà không ai không thấy được. Nhân khi mà nói chuyện này thì tôi cũng muốn kể là một cái chuyện rất là ngắn. Tôi đi ăn ở một cái quán, có hai người phục vụ rất là trẻ, là người Việt Nam. Họ phải đi qua đây để mà làm thuê. Thì tôi hỏi cái cảm nghĩ của họ sau khi họ đi sống ở cái xứ sở nào. Nói là ở đây nó tự do, nó thoải mái và hơn hẳn ở Việt Nam. Tụi cháu là sinh ra ở ngoài Bắc Hải Dương, nhưng mà rồi sau này thì được đi kinh tế mới vào trong cao nguyên của Việt Nam, và rồi có cơ hội đi ra này để xin đi du học, và rồi phải đi làm thêm để có cơ hội sống. Thì họ, chính những người đó, họ đã nhìn thấy được sự thật của cái xã hội dân chủ tự do nó phát triển như vậy đó. Trong khi Việt Nam mình thì độc tài, toàn trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên tất cả sự giàu sang, những cái gì có được là đều dồn vào những cán bộ, những đảng viên và những cái thành phần chóp bu, còn người dân thì sống đời lầm than khổ sở. Chúng ta đến đây, chúng ta dự hội nghị thượng đỉnh, chúng ta thấy được cái mặt thật của xã hội Việt Nam, và chúng ta muốn cho tuổi trẻ Việt Nam hiểu được và làm sao được thay đổi được cái chế độ đó để dân tộc mình cũng hưởng được những cái điều tốt đẹp. Và chắc chắn khi mà được tự do dân chủ thì Việt Nam mình với cái sự thông minh mà chúng ta thấy nó bàn bà khắp nơi thế giới, những người Việt Nam chúng ta rất là thông minh, rất là tài giỏi. Nếu được sống trong một cái xã hội tự do phát triển thì họ sẽ đem cái tài năng để cống hiến cho đất nước. Và như vậy thì đất nước sẽ, cái sự tươi đẹp, cái sự giàu mạnh, cái sự mà hùng cường nó không thua gì Nam Hàn ngày hôm nay cả. Và đó là cái điều mà tôi muốn nói như là một cái ước nguyện khi đi dự tham dự cái hội nghị thượng đỉnh hôm nay đối với lại đất nước và dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn ông. Dạ, tôi tên là Trần Quỳnh Vi, tôi là Executive Director của tổ chức Legal Initiatives for Vietnam. Tổ chức này là một tổ chức được đăng ký tại Mỹ và Đài Loan, và các bạn có thể gọi nó là LIV. Và Vi đến đây là đi tham dự chương trình của một cái panel trong cái buổi hội thảo này. Panel này sẽ nói về tự do Internet ở Việt Nam, cộng với tự do ngôn luận và cái chính sách đàn áp tự do ngôn luận ở trên mạng và ở trên public, trên những cái nơi công cộng. Yeah. Cô thấy như thế nào khi cái buổi khai mạc ngày hôm nay có 2/3 cái người tham dự là giới trẻ? Thì nghĩ đến cái giới trẻ ở Việt Nam thì làm sao để có được cái dân chủ nhân quyền cho Việt Nam mà cô đang tham gia để đấu tranh cho? Dạ, tôi thì thật ra cũng không phải là thuộc giới trẻ theo định nghĩa của UN nữa. Nhưng mà tôi làm việc chung với rất nhiều người trẻ đang còn ở Việt Nam. Và tôi nghĩ là người trẻ ở bất kỳ nước nào mà khi chúng ta hỏi là bạn có muốn được tự do hay không, thì tất cả những người trẻ theo tôi nghĩ là sẽ có. Cho nên cái mầm mống của tự do, của dân chủ, của nhân quyền đã xuất hiện ở Việt Nam rồi, và chúng ta cần phải bảo vệ những cái giá trị đó bằng cách là không cho những cái luật lệ mà vi phạm hiến chương nhân quyền quốc tế nên được tồn tại. Đó là một cái lý do tại sao tôi đứng đây và để mà kêu gọi những cái chính phủ nước ngoài, những chính phủ phương Tây, hoặc là những chính phủ mà thân thiện với nhân quyền, kêu gọi chính phủ Việt Nam không nên dùng những cái luật lệ như vậy để đàn áp cái tự do ngôn luận và tự do Internet. Còn đối với tôi thì ngày hôm nay có rất là nhiều người trẻ, tại vì ngày bữa nay hình như là cái hội nghị này là các tổ chức dân sự và giới trẻ. Thành ra là có nhiều người trẻ thì cũng đúng thôi ạ. Là một người luật sư ở Hoa Kỳ thì động lực nào đã cho Vi là phải đi sang Đài Loan sống và để hoạt động ở Đài Loan cho cái nền dân chủ cho Việt Nam hả Vi? Dạ, Vi đến Đài Loan lần đầu tiên thật sự là 8 năm về trước.
đó là khi đảng DPP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử cả ở quốc hội và cả chức vụ tổng thống ở Đài Loan. Thì lúc đó mình học hỏi được rất nhiều về Đài Loan. Đó là một đất nước đã từng là một chính phủ độc tài, từng là một đất nước bị chủ nghĩa quân trị đúng không ạ? Nhưng mà họ đã thay đổi và tiến bộ và trở thành một đất nước rất là dân chủ, và họ làm công việc đó một cách rất là an hòa, không có bạo lực, thì đất nước nó họ được vận hành theo chiều hướng dân chủ trong khoảng là 30 mấy năm vừa qua. Thế thì mình cảm thấy là Đài Loan cái văn hóa rất là gần gũi với Việt Nam, thì mình có thể học hỏi được từ người Đài Loan làm cách nào để mà chuyển hóa thành một mô hình dân chủ một cách an hoàn, an bình như vậy. Thành ra đó là lý do mà tại sao mình chọn Đài Loan làm nơi sinh sống. Mình vẫn làm công việc luật sư nhân quyền thôi, nhưng mà ở một đất nước khác, và đặc biệt là đất nước đó chỉ cách Việt Nam có 1 tiếng đồng hồ. Có cảm giác là rất là gần với quê hương của mình rồi. Dạ. Vậy thì khi mà một cái tổ chức như thế này được tổ chức vào năm sau lần thứ tư ở một quốc gia nào đó, thì cô nghĩ rằng tổ chức của cô có nên vận động để người trẻ ở Việt Nam tham gia hay không? Đương nhiên là càng nhiều người tham gia thì càng tốt, và nếu có những bạn trẻ mà muốn được tham dự những cái hội nghị như thế này thì tôi nghĩ là chuyện đó là rất là cần phải được ủng hộ và được khuyến khích. Vì không phải người Việt Nam mình có câu là đi một ngày rồi học một sàng khôn, phải không? Thành ra là mình đi càng nhiều thì càng học hỏi được ở những cái nước khác, những cái chính phủ khác, để làm sao để mình có được cái tự do và thực thi được cái quyền tự do của mình. Dạ. Cảm ơn Vi. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, VATV đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho ban biên tập VATV, xin email về vatvnews@gmail.com. Thanh Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Vì tình mẹ, mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha. Thời gian lao đi vun vút, cơ hội để báo hiếu cha mẹ cứ thu hẹp dần, mà chúng ta thì quá bận rộn. Hãy để chiếc ghế World Number One Medical Massage Chair của công ty Luraco chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ quý vị. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ khởi. Thùng thương quá. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mở cửa mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu, từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối, và thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Có nhận credit card, tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard, Fort George, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-534-1657. Will the stress of the holidays get the better of you? Do you suffer from pain, sore muscles, or need to relieve stress? Luraco makes the only massage chairs that are made in the USA. Experience the highest quality full body massage with new easy access sliding arms, butterfly massage rollers, patented split L-track, feet and arm rollers, zero gravity, buy direct from manufacturer by calling 800-483-9930 or visit luracochairs.com.